Tranh Tranh TV xin chào các bạn. Hôm nay Tranh Tranh TV sẽ giới thiệu với các bạn món thịt kho trứng cốt. Nguyên liệu của chúng ta gồm có 8 lạng thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ còn được gọi là thịt ba rọi. Thịt ba chỉ đã được làm sạch. Trứng cút 30 quả. Các gia vị đi kèm gồm có hành băm nhỏ, tỏi băm nhỏ, ớt, mắm, bột nêm, bột canh, đường và hạt tiêu. Đây là hạt tiêu nguyên chất các bạn nhé. Tiêu xay nhỏ. Trứng cút chúng ta đem luộc chín. Chúng ta thái thịt. Các bạn có thể thái thịt theo kiểu quân cờ hoặc là thái thịt theo kiểu miếng vừa ăn. Tranh Tranh sẽ thái thịt theo kiểu miếng vừa ăn. Bây giờ chúng ta sẽ trộn gia vị các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ trộn các gia vị, đó là hành, chúng ta lấy một nửa thôi, ra ướp một nửa, còn một nửa thì chúng ta sẽ để khi nào mà chúng ta chuẩn bị lấy thịt chúng ta đã kho được rồi đấy, chúng ta chuẩn bị xúc ra thì bây giờ chúng ta sẽ cho xuống tiếp. Tỏi cũng vậy, cho một nửa. Ớt, chúng ta cho xuống 2/3. Một thìa cà phê.
bột canh. Một thìa cà phê bột nêm. Mắm một thìa cà phê. Còn đường thì chúng ta sẽ để làm nước hàng các bạn nhé. Chúng ta trộn đều lên. Bây giờ chúng ta sẽ ướp. Chúng ta ướp được thời gian 15 đến 20 phút thì chúng ta mới kho các bạn nhé. Trứng cút của chúng ta đã chín rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ trứng cút ra, chúng ta sẽ ngâm nước lạnh. Sau khi chúng ta sẽ ướp được 10 phút, chúng ta sẽ cho tiếp hạt tiêu vào, chúng ta ướp. Hạt tiêu chúng ta sẽ ướp nửa thìa cà phê. Và đến lúc mà chúng ta chuẩn bị múc thịt ra, thịt của chúng ta gần được đấy, chúng ta lại tiếp tục cho thêm nửa thìa cà phê nữa các bạn nhé.
Chúng ta sẽ đi thắng nước Hàn. Chúng ta dùng một thìa cà phê đường để chúng ta thắng nước Hàn. Khi đường tan chảy và chuyển sang màu cánh gián thì chúng ta sẽ cho nước xuống. Đây, chuyển sang màu cánh gián như này, các bạn phải cho nước xuống nhé. Ta cho trứng xuống, cho nước Hàn xuống. Và nếu như mà các bạn thích cho nước cốt dừa thì lúc này các bạn cho thêm nước cốt dừa. Chúng ta cho nước ngập trứng với thịt. Bây giờ đun nhỏ lửa cho nó cạn đến 2/3 thì chúng ta sẽ bắt bếp ra. Lúc đó là trứng và trứng đã ngấm gia vị và thịt thì cũng đã nhừ rồi. Đun sôi, sau đó chúng ta sẽ hạ nhỏ lửa. Sau khi nước cạn được một nửa rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ số hành, tỏi và ớt băm nhỏ. Chúng ta sẽ bỏ nốt vào để cho nó dậy mùi thơm.
bỏ nốt số mắm còn lại. Số mắm còn lại này còn một thìa cà phê. Wow, thơm quá. Sực nức mùi thơm. Nhìn ngon quá. Màu sắc bắt mắt. Hấp dẫn ghê. Thơm. Nồi thịt kho của chúng ta được rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra đĩa và chúng ta thưởng thức nhé các bạn. Bây giờ Tranh Tranh TV mời các bạn thưởng thức món thịt kho trứng cút của Tranh Tranh TV nhé. Món thịt kho trứng cút này có màu sắc rất đẹp, vàng mà không vàng sậm giống như là thịt hầm ngũ vị. Trứng cút cũng vậy, vàng mà không sậm màu. Món này chúng ta sẽ ăn với cơm, với bún hoặc với bánh mì đều được các bạn ạ. Ngon quá. Thịt mềm mà không ngán, rất thơm, hơi hơi cay. Hơi hơi cay của ớt và của tiêu. Ớt Tranh Tranh không cho nhiều cho nên là không cay lắm. Tiêu cũng vậy, Tranh Tranh sẽ cho vừa phải thôi. Và rất thơm. Thơm của hành, thơm của tỏi. Cái vị cay có thêm cả vị cay của tỏi. Và dĩ nhiên là vị cay của tỏi này nó không đáng kể gì đâu. Nó chỉ là hơi hơi thôi. Và các bạn nhỏ ở đây vẫn ăn được, các bạn nhỏ ở đây thậm chí còn thích. Nếu như nhà các bạn mà muốn ăn cay nhiều thì các bạn sẽ cho nhiều ớt, nhiều tiêu hơn nữa. Còn ở đây Tranh Tranh ăn ít cay cho nên là Tranh Tranh sẽ cho ít ớt và ít tiêu. Miếng thịt mềm nhưng không nát, thịt nạc mềm dai dai, món này ai cũng thích, không chỉ là người lớn, các bạn nhỏ cũng như là các ông bà lớn tuổi cũng đều thích, bởi vì thịt nó không dai mà mềm. Thịt nạc ở đây mềm mà
Dai dai nhưng mà không phải là dai lắm đâu các bạn nhé. Gia vị vừa đủ ngấm vào trứng cút ăn rất là ngon, có đầy đủ vị hơi hơi cay của tiêu, của ớt, của tỏi và thơm của vị hành nữa, thơm cả vị tỏi vị hành, ăn rất ngon. Cá dưới canh nhé, nếm nước sốt của chúng. Nước sốt thì miễn chê rồi, rất ngon, mê ly luôn. Nước sốt này chúng ta có thể làm lấy bánh mì về chấm nước sốt này ăn tuyệt vời, hoặc là bún dưới nước sốt này lên ăn ngon hết sảy. Món thịt ba chỉ kho với lại trứng chim cút này ăn rất ngon. Nếu như nhà các bạn không sử dụng trứng chim cút, các bạn có thể sử dụng trứng vịt hoặc là trứng gà. Trứng vịt và trứng gà cũng được ngấm gia vị giống như trứng chim cút vậy. Và khi ăn cho ra tô hoặc là cho ra đĩa, các bạn có thể là lấy chỉ về các bạn cắt trứng ra, cắt ra làm tư hoặc là làm sáu hoặc là làm tám là tùy các bạn. Chúng ta lấy chỉ về cắt trứng nó rất là sắc nét, nó không bị vữa trứng ra, ăn rất là ngon. Món thịt kho với lại trứng gia vị không cầu kỳ giống như là thịt hầm ngũ vị đâu các bạn ạ. Gia vị của nó, Trân Trân nhắc lại nhé, gồm có hành, có tỏi, có ớt, có tiêu. Đây là bốn gia vị không thể thiếu được. Và các gia vị mắm, bột nêm, bột canh chúng ta trộn lẫn vào. Và trộn lẫn trước khi kho, chúng ta sẽ để 15 đến 20 phút cho thịt ngấm với lại gia vị trước, sau đó chúng ta mới đem lên kho. Đường chúng ta sẽ thắng thành nước hàng, chúng ta cho xuống. Chúng ta cho nước và cho nước hàng vào ngập với lại thịt với trứng, chúng ta đun cạn đến 2 phần 3. Thế còn 1 phần 3 nước sốt thì chúng ta sẽ bắc bếp ra. Và các bạn nhớ là khi đun, chúng ta sẽ đun nhỏ lửa để thịt nó chín từ từ và nó sẽ nhừ, nó mềm, mềm thịt mà không dai. Khi nào mà còn lại 1 phần 3 nước ở trong nồi đấy thì chúng ta sẽ bắc bếp ra. Lúc đó là chúng ta ăn được rồi đấy, rất là ngon. Các bạn hãy làm một lần như Trinh Tranh nhé, đảm bảo bao ngon luôn. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho Tranh Tranh TV nhé.
để ủng hộ cho Tranh Tranh TV có thêm động lực làm thêm nhiều video hay hơn. Và các bạn sớm nhận được video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.